kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay, do ảnh hưởng của khối khí lạnh suy yếu kết hợp với dòng xiết gió Tây ở độ cao 5 km, nên các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc. Bầu trời âm u suốt cả ngày khiến nền nhiệt độ trên toàn khu vực chỉ tăng lên từ 1 cho đến 3 độ so với ngày hôm qua. Trời vẫn còn rét. Đới gió Đông Bắc trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có cường độ còn khá mạnh, kết hợp với hoạt động của luồng gió đông trên cao khiến toàn khu vực có mưa, có nơi mưa vừa, nên nhiệt độ trong ngày dao động từ 20 đến 31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít thay đổi và khá hanh khô, ban ngày trời có nắng và nền nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ vẫn duy trì ở mức cao nhất trên cả nước với nhiệt độ dao động phổ biến từ 30 đến 33 độ, trời khá oi nóng. Trong 24 giờ tới thì hệ thống thời tiết các tỉnh phía Bắc không có sự thay đổi lớn. Vì vậy trong đêm nay và sáng mai, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở Bắc Bộ trong khoảng từ 16 đến 19 độ, còn tại khu vực Bắc Trung Bộ là từ 19 đến 22 độ. Và ngày mai bầu trời miền Bắc vẫn còn âm u và mây chỉ giảm đi đôi chút vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều. Do giảm mưa và mây mỏng hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tăng lên một vài độ. Nhiệt độ cao nhất vào ngày mai ở Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 20 đến 23 độ, còn ở Bắc Trung Bộ là từ 22 cho đến 25 độ, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng. Đối với các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, hai luồng gió đông bắc ở tầng thấp và gió đông trên cao là nguyên nhân gây ra mưa bắt đầu suy yếu. Do vậy mà mưa ở các địa phương thuộc khu vực này sẽ giảm đi cả về diện và về lượng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ và ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ thì dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết khá ổn định. Do đã nhiều ngày không có mưa, ban ngày trời có nắng, với số giờ nắng cao nên tình trạng khô hạn tại khu vực ngày một gay gắt. Vì vậy, bà con cần có biện pháp chủ động tìm nguồn nước tưới cho cây trồng và đối phó với quá trình xâm nhập mặn từ biển. Dự báo đỉnh chiều cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ xuất hiện trong các ngày 14-16 tháng 12, tức là ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì đỉnh chiều tại trạm Phú An sông Sài Gòn và Nhà Bè của kênh Đồng Điền có khả năng lên mức 1,6 đến 1,63 m, cao hơn báo động 3 là từ 0,1 đến 0,13 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày là từ 4 đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Trạm Biên Hòa sông Đồng Nai sẽ lên mức xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2. Trạm Thủ Dầu 1 thuộc sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 3 từ 0,12 đến 0,15 m. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi từ 25 đến 28 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng tại phần phía Nam là 28 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.